các bạn nhỏ, chúng ta lại gặp nhau trong chuyên mục Audio Chuyện Kể Cho Bé vào mỗi tối thứ 6 hàng tuần. Và chị là chị Khủng Long. Các bé ơi, trong mùa dịch Covid-19 đang rất nguy hiểm, chúng ta sẽ làm gì để bảo vệ sức khỏe nhỉ? Ngày hôm nay, chị Khủng Long sẽ gửi tới các bé một bí kíp nhỏ để phòng ngừa bệnh dịch nhé. Cuốn sách có tựa đề Đừng Tùy Tiện Thơm Cháu nằm trong bộ sách Tự Bảo Vệ Mình của Phúc Minh Book. Chào các bạn, tớ là Na. Tớ sống ở ngoại ô thành phố. Nhà tớ rất hay có khách, nhưng tớ chẳng thích tẹo nào. Vì ai đến chơi cũng thơm tớ chùn chụt, vừa dính vừa ướt nhẹp. Thứ hai tuần trước, cô Hòa đến chơi. Nói thật, tớ sợ nhất là bị cô ấy thơm. Vì miệng cô ấy lúc nào cũng có mùi tỏi, thật khó chịu. Chiều hôm đó, bác Thái cũng sang chơi. Vừa vào tới cửa, bác ấy đã bế bổng tớ lên, rồi thơm chụt một cái vào má. Lúc đó tớ cảm giác mặt mình như vừa bị trà giấy nhám vậy. Hích, bác Thái chẳng mấy khi cạo sạch râu. Sáng thứ tư vừa rồi, cậu Hải mặc áo hình con hổ sang nhà tớ. Mắt con hổ mở trừng trừng, miệng há to như muốn nuốt chửng tớ vậy. Tớ nhìn đã sợ chết khiếp. Vậy mà cậu Hải còn kéo tớ vào lòng, thơm lên trán tớ nữa. Tớ cảm giác như mặt mình bị áp sát vào mặt con hổ. Ôi thật kinh khủng. Đến thứ năm, tớ vừa đi học về thì gặp chú Tâm đang ngồi chơi. Miệng chú ấy lúc nào cũng ngậm điếu thuốc. Tớ chẳng thích chú ấy thơm đâu. Miệng gì mà toàn mùi thuốc lá. Ngửi thôi cũng muốn xỉu luôn. Răng còn vàng khè nữa chứ. Mất vệ sinh ghê. Tối chủ nhật, bác Dũng Béo sang chơi. Bác ấy là sếp của bố, nên mẹ dặn tớ phải thật lễ phép. Nếu không, tớ đã chẳng để bác ấy thơm. Tớ nhớ cô giáo bảo, cơ thể người lớn rất nhiều vi khuẩn, không nên tùy tiện thơm trẻ, dễ khiến trẻ bị lây bệnh. Vậy mà người lớn chẳng để ý gì cả. Những cái thơm khó chịu đó khiến tớ hay bực bội, đi ngủ thường xuyên gặp ác mộng. Tớ phải nghĩ cách thoát khỏi chuyện này mới được. Hôm qua sinh nhật bố, mọi người đều đến chúc mừng. Tớ rất vui, nhưng cũng sợ bị thơm, đành trốn biệt trong phòng. Nghe tiếng mẹ gọi, rồi tiếng mọi người hỏi, tớ rất lo lắng. Tớ chợt nghĩ, sư tử trông dữ dằn, lại có răng nhọn, vuốt dài. Chắc không ai dám thơm đâu nhỉ. Bỗng nhiên, tóc tớ dựng lên như bờm sư tử, răng dài ra, chân tay mọc vuốt. Tớ biến thành sư tử rồi này. Tớ bước ra, mọi người đều kinh ngạc. Chẳng ai còn thấy bé Na đáng yêu mọi ngày đâu nữa, nên không ai muốn ôm, thơm tớ nữa. Lúc đó, tớ vui vẻ lại gần nói, cháu chào cô chú, cháu là bé Na đáng yêu đây. Từ nay không ai được tùy tiện thơm cháu nữa. Nếu không, cháu sẽ cho mọi người thử cảm giác bị sư tử thơm đấy. Nghe vậy, ai nấy đều ngây ra không hiểu. Cô Hòa vội nói, cô chú không biết là cháu không thích thơm. Từ nay mọi người sẽ không tùy tiện thơm cháu nữa. Nghe vậy, cả nhà đều vui vẻ đồng ý. Từ đó, khi không thích điều gì, tớ đều dũng cảm nói không. Và tất nhiên, tớ biết rõ mình thích được ai ôm và thơm chứ. Các bé nhớ không, một trong những biện pháp để phòng chống dịch Covid-19 là giữ khoảng cách người với người ít nhất 2 mét và không cho tay lên mắt, mũi, miệng. Chính vì vậy, cũng đừng để ai thơm lên khuôn mặt đáng yêu của mình vào mùa dịch nguy hiểm này các bé nhé. Chúc các bé sẽ luôn an toàn trong mùa dịch. Xin chào và hẹn gặp lại!